Thanh toán đơn giản bằng VNPAY QR. Bước 1. Đăng nhập ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử có liên kết thanh toán. Bước 2. Chọn tính năng quét mã QR. Bước 3. Quét mã VNPAY QR để thanh toán. Bước 4. Nhập số tiền và nhập mã khuyến mãi ghi chú. Bước 5. Xác minh giao dịch bằng một trong ba cách: nhập mã PIN, vân tay hoặc Face ID. Thanh toán thành công. Đăng nhập ngay ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã VNPAY QR.